Tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 với 63 tỉnh, thành phố. Bộ Y tế đề nghị các địa phương, đặc biệt là đối với các tỉnh có biên giới với Campuchia, hết sức lưu ý, cần tăng cường kiểm soát đường biên giới. Đề nghị các địa phương, khi có người nhập cảnh về, báo ngay cho địa phương, cơ quan chức năng để thực hiện cách ly ngay các trường hợp này và xử lý nghiêm trường hợp nhập cảnh trái phép. Đồng thời, cần tăng cường tầm soát để phát hiện các ca nhiễm bằng việc tăng cường xét nghiệm tại khu vực và đối tượng có nguy cơ một cách thường xuyên để phát hiện sớm mầm bệnh trong cộng đồng. Bên cạnh đó, Sở Y tế các địa phương cập nhật bản đồ an toàn COVID-19 tại các phòng khám tư nhân. Phòng khám nào không tuân thủ quy định phòng chống dịch có thể đình chỉ. Bộ Y tế đề nghị các địa phương phải chuẩn bị kịch bản trong tình huống có dịch, nâng cấp cơ sở xét nghiệm để đáp ứng tình hình lấy mẫu xét nghiệm, chuẩn bị cho cách ly trên diện rộng, chuẩn bị hậu cần, chuẩn bị cho công tác điều trị. Với các cơ sở y tế, tiếp tục thực hiện khai báo y tế thông qua QR code và sổ sức khỏe điện tử. Đối với công tác tiêm chủng, đề nghị các địa phương tổ chức tiêm theo đúng tinh thần nghị quyết 21 của Chính phủ, yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm nhanh chóng. Địa phương nào không tiêm sẽ thu hồi vaccine và thông báo rộng rãi.